Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình có hơi bị cảm cúm một chút, nên là nếu mà giọng có khó nghe một chút ấy thì anh em cũng thông cảm giúp mình nhá. Nhưng mà bù lại thì hôm nay mình sẽ mang đến đây một cái chủ đề mà mình thấy rằng là rất là thiết thực đối với cả những anh em nào đang có ý định đi mua laptop với mình trong năm 2022. Có một câu mà mình muốn nói với các anh em như này này. Đó chính là đã đến lúc mà các bạn nên nói lời tạm biệt với cả laptop gaming trong năm 2021. Bởi vì tất cả những gì mà mình đang có trên bàn ở đây sẽ khiến cho các bạn cảm thấy rất là bất ngờ đấy. Tất nhiên giờ nếu mà chúng ta xét về cái mức giá ấy, thì giá của laptop gaming 2021 nó đang có mức giá thấp hơn rất là nhiều, đâu đó vào khoảng là 2 cho đến 4 triệu rẻ hơn so với cả những chiếc laptop gaming trong năm 2022. Nhưng mà mình phải nói rằng là cái hiệu năng mà anh em nhận được ở trên những cái dòng laptop gaming 2022 đời mới sẽ không khiến cho các bạn cảm thấy thất vọng đâu. Và ok, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn lý do vì sao và đâu sẽ là những option hợp lý nhất mà các bạn nên hướng tới nhá. Mình sẽ lấy ví dụ với cả hai chiếc laptop gaming mới nhất của Asus trong năm nay, đó chính là chiếc TUF Dash F15 phiên bản màu trắng và TUF Gaming F15 phiên bản màu đen. Trước tiên mình cũng xin được cảm ơn cửa hàng ThinkPro đã cho mình mượn hai sản phẩm này. Và nếu như mà anh em muốn mua những chiếc laptop gaming mới nhất cũng như là muốn trải nghiệm hai cái sản phẩm này thì có thể là đến trực tiếp tại cửa hàng ThinkPro nhé. Link mình sẽ để dưới phần mô tả để cho các bạn cùng nhau tham khảo. Ok, thì cái vấn đề, cái câu chuyện ở đây nó là như này. Năm ngoái thì mình đã trải nghiệm rất là nhiều những chiếc laptop gaming mà được trang bị card đồ họa là Rotex 3050 rồi. Thì với sức mạnh của Rotex 3050 thì năm ngoái mình sẽ chơi được vào khoảng là 180fps trong CSGO. Cái này thì mình rất thuộc bài bởi mình đã test rất là nhiều những mẫu laptop gaming được trang bị card đồ họa Rotex 3050 rồi. Nhưng mà ở trên hai chiếc laptop gaming mới nhất của Asus này, nó cũng được trang bị card đồ họa rời là Rotex 3050. Nhưng mà cái FPS của nó nhảy vọt hơn hẳn so với cả phiên bản tiền nhiệm. Đặc biệt là chiếc TUF Gaming F15, nó có FPS tăng không tưởng lên đến là 300fps. Thực sự phải nói rằng là không tưởng, chơi game phải gọi là siêu mượt luôn. Có được điều này ấy, là do những chiếc laptop gaming 2022 đời mới nó được boost hiệu năng rất là nhiều. Đầu tiên phải kể đến đó chính là CPU Intel Gen 12 và tiếp theo là RAM. RAM ở đây cũng được trang bị RAM công nghệ mới là DDR5. Đặc biệt nhất về CPU đó chính là em CPU Core i7 này, nó có hiệu năng nhảy vọt cả hiệu năng đơn nhân lẫn đa nhân luôn. Nên là anh em có thể thấy rằng là chiếc TUF Gaming F15 nó có FPS cũng nhảy vọt lên hẳn đúng không ạ? Còn em CPU Core i5-12450H trên chiếc TUF Dash F15 nó tương đồng so với cả năm ngoái, nhưng mà FPS của nó vẫn hơn. Lý do nó còn đến từ một yếu tố nữa, đó chính là RAM DDR5. Để mà nói về RAM DDR5 thì nó có rất là nhiều cải tiến. Nhưng mà về cơ bản thì nó sẽ được tăng cái tốc độ xử lý này, hay là nó cũng sẽ có khả năng là chạy dual channel chỉ trên một thanh RAM mà thôi. Nên là cái băng thông của nó hay là cái dữ liệu mà nó xử lý được trong vòng 1 giây nó cũng sẽ tăng hơn rất là nhiều so với cả phiên bản tiền nhiệm. Nên là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến FPS trong game của bạn, và các bạn sẽ nhận được những con số tăng lên từ 30 cho đến 40 FPS trên những chiếc laptop mà được trang bị công nghệ RAM DDR5. Đó, anh em có thể thấy rằng là chiếc TUF Dash F15 này CPU của nó tương đồng so với cả năm ngoái, nhưng mà nhờ được trang bị công nghệ RAM DDR5 nên là cái FPS của nó cũng nhỉnh hơn, đâu đó vào khoảng là 30 cho đến 40 FPS cho tuyến tựa game eSports như là CSGO hay là Valorant. Tuy nhiên, mình phải nói với các anh em rằng là đây vẫn chưa phải là tất cả những gì mà các bạn sẽ nhận được khi mà các bạn đi mua laptop gaming 2022 đâu ạ. Ở trên những chiếc laptop đời mới nhất của Asus, các bạn còn được trang bị thêm một công nghệ nữa đến từ phần cứng, đó chính là Muskwick. Và khi mà anh em bật Muskwick lên, FPS của anh em lại nhảy vọt thêm một phát nữa. Anh em lưu ý rằng là Muskwick nó là công nghệ đến từ phần cứng, và không phải là chiếc laptop nào trong năm 2022 nó cũng sẽ được trang bị công nghệ này. Với các bạn thì nó sẽ sử dụng card đồ họa rời để mà thay card đồ họa tích hợp làm luôn cái nhiệm vụ xuất hình ảnh lên màn hình cho anh em. Tuy nhiên, tiếp tục là một cái lưu ý nữa dành cho anh em, đó chính là khi mà anh em bật Muskwick ở trên chiếc TUF Gaming F15 này thì sự khác biệt nó là rất ít thôi. Gần như là các bạn sẽ chẳng thấy bất kỳ một sự khác biệt nào khi chơi cả. Nó không nhảy lên gần 100fps như trên chiếc TUF Dash F15. Và mình đã rất là thắc mắc, và mình cũng muốn tìm hiểu xem là lý do vì sao. Tại sao đều là những chiếc laptop được trang bị công nghệ là Intel Gen 12 và RAM DDR5 mà chiếc TUF Gaming F15 này bật Muskwick lên, FPS không tăng quá nhiều, chỉ đâu đó vào khoảng là từ 20 cho đến 30fps thôi. Còn chiếc TUF Dash F15 này bật Muskwick lên, FPS của nó nhảy lên từ 109, 200 lên đến 208, 300, nhảy lên gần 100fps ở trên chiếc TUF Dash F15 này. Thì hóa ra nó còn một cái vấn đề nữa, đó chính là đến từ card đồ họa tích hợp. Và đây sẽ là một yếu tố mà anh em nên cân nhắc khi mà đi mua laptop gaming trong năm 2022 nhá. Thì anh em có thể thấy rằng là em CPU Core i5-12450H trên chiếc TUF Dash F15 này nó có card đồ họa tích hợp là khá là yếu.
nó chỉ có 48 EU mà thôi. Còn em CPU Core i7-1270H nó có đến là 96 EU cơ. Nên là cái sức mạnh của nó gần như là gấp đôi luôn. Nên là nếu như mà chúng ta không bật Merge Wake để cái em cắt hóa tích hợp trên chiếc máy này nó tự xuất hình ảnh lên màn hình ấy, thì nó sẽ gây ra hiện tượng bị nghẽn cổ chai. Và khi mà anh em bật Merge Wake lên thì nó sẽ bùng ra gần 100fps luôn. Không biết rằng là đây có phải là cái ý đồ của Asus lại chọn em CPU Core i5-12450H thay vì Core i5-1250H hay là không, để mà quảng cáo cho cái công nghệ Merge Wake này. Cái đó thì mình không biết được. Nhưng mà cái vấn đề mà mình muốn lưu ý với các anh em ở đây đó chính là khi mà anh em đi mua laptop gaming 2022 thì anh em hãy tránh xa cái option CPU Core i5-12450H nếu như mà chiếc máy đó không có công nghệ Merge Wake. Cũng may là trên chiếc TUF Dash F15 này nó có công nghệ Merge Wake rồi, nên là cái FPS của anh em nó sẽ được nhảy vọt lên chỉ với một nút nhấn mà thôi. À, nhân đấy thì mình cũng muốn chia sẻ luôn với các anh em xem rằng là cái FPS cao để mà làm cái gì. Bởi vì mình tin rằng là sẽ có rất nhiều anh em đặt câu hỏi là cả hai cái chiếc máy này đều được trang bị công nghệ màn hình tần số quét là 144Hz thì FPS trong game cũng chỉ cần là trên 144fps là đủ. Vậy thì cần 200-300fps để mà làm cái gì? Thì cái lý do ở đấy đó chính là FPS càng cao thì nó sẽ giúp giảm cái input lag. Mình cảm nhận rất là rõ cái sự khác biệt giữa 180 với trên 300fps. FPS càng cao thì khi mà anh em di chuyển đến đâu là cái hình ảnh ở trên màn hình nó cũng sẽ hiển thị đến đó. Nó đặc biệt quan trọng với cả những tựa game bắn súng như vậy. Thậm chí là đối với cả nhiều anh em hardcore hơn, anh em chơi những cái tựa game tiết tấu nó nhẹ như là Liên Quân, anh em còn cảm nhận là input lag đấy chứ. Nên là FPS càng cao càng tốt anh em nhá. 200 thì 300fps nó vẫn đem lại một cái trải nghiệm sử dụng là tốt hơn và mượt hơn, chính xác hơn. Rồi, cuối cùng thì mình muốn nói một chút về cả chiếc máy này, bởi vì đây cũng là cái sản phẩm key của Asus và cũng có rất nhiều anh em quan tâm. Mình thấy rằng là cả hai chiếc máy này nó đều đi theo hướng là tập trung vào trải nghiệm sử dụng của người dùng. Nên là khi mà mình chơi game ấy, thì cái máy nó cũng sẽ không hề bị ồn. Bù lại thì mức nhiệt độ nó sẽ hơi cao một chút, lên đến vào khoảng là gần 90 độ C khi mà mình chơi game. Trong cả ba chế độ về hiệu năng ấy, thì mình thích nhất là sử dụng chế độ performance, hiệu năng của nó giảm không quá đáng kể. Nhưng mà khi đó thì máy thực sự rất là yên tĩnh. Còn ở chế độ silent thì mình thấy rằng Asus vẫn đang để hiệu năng ở mức hơi cao quá. Mình muốn nó phải được ép xuống 15W cho nó giống Ultrabook cơ thì cái thời lượng pin của mình nó mới cao được. Còn ở đây thì nó vẫn vào khoảng là 40-60W thì nó vẫn ăn khá là nhiều điện. Nên là cái thời lượng pin trên cả hai chiếc máy này ấy, nó cũng đâu đó vào khoảng là 4 tiếng mà thôi. Về thiết kế thì cả hai nó đều rất là giống nhau ở bộ khung. Nhưng mà chiếc TUF Dash F15 nó sẽ sử dụng phần khung trắng nhìn nó hiện đại hơn. Nhưng mà đây là trắng dần nha, và nó cũng sẽ rất là dễ bám bẩn hơn ấy. Nên là khi mà anh em sử dụng anh em lưu ý nhá. Còn lại thì mọi thứ nó đều rất là giống so với cả phiên bản tiền nhiệm, nên là mình cũng sẽ không đi quá sâu vào chi tiết nữa nhá, kẻo anh em lại chán. Mình thích nhất là cái cổng Thunderbolt 4 này này. Cả hai chiếc máy này thì nó đều được trang bị công nghệ Thunderbolt 4, hỗ trợ sạc lên đến là 100W, truyền hình ảnh dữ liệu đầy đủ luôn. Chốt lại là đã đến lúc mà chúng ta nên nói lời tạm biệt với cả laptop gaming trong năm 2021. Dù laptop gaming 2022 nó sẽ đắt hơn vào khoảng là 2-4 triệu tùy từng option phiên bản máy khác nhau, nhưng mà hiệu năng của nó sẽ không khiến cho anh em cảm thấy thất vọng đâu ạ. Nhờ chip Intel J12 hiệu năng mạnh mẽ hơn, nhờ công nghệ RAM mới là DDR5, anh em chỉ lưu ý rằng là anh em không nên mua những chiếc laptop mà được trang bị CPU Core i5-12450H nếu như mà chiếc máy đó không được trang bị công nghệ Merge Wake, được chưa ạ? Ok, hy vọng rằng là video ngày hôm nay sẽ đóng góp một chút lời khuyên để mà giúp cho anh em lựa chọn những chiếc laptop gaming 2022 nó được hợp lý và chính xác hơn. Và hy vọng rằng là anh em sẽ cảm thấy nó hữu ích. Và nếu như mà anh em yêu thích video này thì đừng quên like, share cho bạn bè cùng xem, cũng như subscribe channel để mà mình cán một cột mốc nhỏ nhỏ, đó chính là 100k sub nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.